Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Toàn, hiện đang sống và làm việc ở tỉnh Shiga, Nhật Bản. Hôm nay thì mình xin hướng dẫn mọi người cách kết nối một cái mạng mới mà sau khi mình đăng ký ở Nhật. Thì thường mình đăng ký mạng ở Nhật thì nhà mạng họ không đến thiết lập các thứ thông số cho mình và thiết lập wifi cho mình mà mình phải tự làm. Thì ở Việt Nam mình thì các nhân viên kỹ thuật đến làm cho mình hết, nhưng ở Nhật thì khác. Thì sau khi mình đăng ký thì họ sẽ phát cho mình một cái họ sẽ gửi cho mình một cái hồ sơ, trong này có hợp đồng, rồi thì là có ID và password đó. Và cùng kèm theo đó là một cái cục modem đấy. Modem này thì nó chỉ có ra một cổng nan ra kết nối cho một cái con máy tính bình thường thôi, bằng dây. Thì để mà phát wifi này thì mọi người phải cần thêm một cái cục router, Nhật thì gọi là router, cục phát wifi này. Nên cục wifi là mình làm như này. Thì cái cục router đấy thì mình phải kết nối từ cái con router này, cái con router này, từ cổng cổng nan này sang cổng WAN của nó. Đây là cổng WAN này, các bạn nhìn này. Đây, cổng WAN của nó sẽ ghi ở đây trên là WAN. Thì mình kết nối cổng cổng từ lối dây mạng có sẵn ở trong máy, của cái nhà mạng có sẵn, từ đây sang cổng WAN để mình cấu hình. Bước cấu hình như nào thì mọi người hãy nhìn tiếp nhé, mình sẽ làm trên trực tiếp trên máy tính, mọi người nhìn và mình sẽ hướng dẫn cách cách làm nhé. Tùy từng nhà mạng thì có nhà mạng Shopbank, rồi thì AU, rồi thì Docomo của họ cũng có mạng, hay là một số các cái mạng nhà khác ấy, thì họ thường như là cũng kết nối theo cái hình thức là Shopbank thì họ sẽ có một cái con cục trắng trắng ấy. Đấy, thì họ đến nhà cắm là có luôn. Cục trắng thì cắm phát là có luôn. Nhưng mà một số nhà mạng thường như là họ không thiết lập cho mình sẵn mà mình về phải tự 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 thiết lập. Thì có khó không thì mọi người có thể xem trực tiếp nhé. Đầu tiên thì các bạn cái cổng mạng cáp quang này, đấy, nó có sẵn ở tường này. Đấy. Thì các bạn đấu cái dây này vào này, các bạn để kỹ nhá, cắm trực tiếp vào, cắm thẳng vào là xong, tắt một cái là ok. Đó. Đây, sau khi mà cắm cái này vào xong, một đầu vào, thì các bạn lại cắm một đầu này vào. Đó. Tiếp theo là các bạn đấu cái một đầu tiếp theo vào cái con router. Đó. Đó, ok, đấu một phát đầu nữa. Đó, tức là một đầu cắm vào con router và một đầu cắm vào cục dây thường. Đấy. Đấy. Thì đấy, bây giờ mình sau khi mình đấu kết nối xong thì mình kết nối bằng wifi nhé. Đây do mình kết nối cho cục modem vào một cục wifi rồi. Bây giờ vào đây, biểu tượng mạng góc cuối đấy nhá. Đó. Ở đây. Thì mình tìm cái phần chữ tenda này. Đó. Tenda, xong mình ấn codec. Đấy, nó sẽ hiện tam giác này là chỗ chưa kết nối được. Thế bây giờ mình vào một cái trang mạng mới nha. Các bạn bất kỳ đi. Đấy. Mình vào mình gõ bình thường ấy, cái bộ phép wifi thường nó sẽ là 192 đây 192.168.0.1 hoặc là 192.168.1.1 nhá. Đấy. Đấy, thế cái mật khẩu đăng nhập của nó là admin nhá. Đấy. Vào nhập đây này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ hiện lên, nó hiện kết nối luôn này. Đây của mình chưa có mạng nhé, đây là bây giờ vào cầu nối đây. Thế mình chọn là PBE nhé, mọi người chọn PBE này. Đó. Xong điền cái tên đăng nhập với cả password mà của nhà mạng cho ấy, tên đăng nhập password mà nhà mạng cho ấy, thì đây mình để đâu nhỉ, mình vào đây. Đây cái này là của nhà mạng cho. Đó. Mình nhấn vào đây, ấn C. Đó. Xong mình ấn vào đây, mình kết nối. Đây cái này là của nhà mạng cho, password nữa mình cũng lưu vào đây. Đấy. 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 Đấy.
xong mình chọn tên của phía dưới đây, mình chọn tên của cái modem luôn nhá, cái modem ấy. Đấy, phát qua đây mình đã sẵn rồi. Xem được không? Đấy. Ê, sau các bạn điền xong xuôi thì ok. Đấy. Thì sau khi kết nối xong xuôi thì nó sẽ đẩy các bạn ra luôn. Kết cho khi mà các bạn nhập thông số vào thì nó sẽ đẩy đẩy luôn ra ngoài. Đẩy luôn ra ngoài ấy, thì là các bạn phải kết nối lại. Đây các bạn nhìn này. Đó. Đẩy luôn ra ngoài, các bạn phải kết nối lại bằng lần nữa bằng cái tên mới đây. Toàn này. Đó. Thế kết nối lại nhá, kết nối connect lại này. Đó. Đó, thấy chưa? Nó không còn tam giác nữa. Nó không còn tam giác nữa, nhưng các bạn xem có mạng không nhá. Đó. Chọn được cho cái dòng mình vừa đăng đăng nhập nhé, ít collect này, đang này ở collect lại phát nữa đây. Thì mật khẩu mình lưu sẵn rồi, nên nó mới hiện như này. Đó. Nên sau khi kết nối xong thì bắt đầu mình vào kiểm tra xem có mạng chưa này. Nên thường ấy thì mình thiết lập xong phải từ 1 đến 5 phút nhá, thì nó mới đường truyền nó mới thông được. Nên các bạn nên phải bình tĩnh chờ một tí nhá, chứ không phải vội vàng được nhá. 1 đến 5 phút. Đây, mình đánh 192.168 này. Ở đây, đây là nó bảo là có mạng rồi này. Đấy. Đấy, quá trình rất đơn giản. Cũng không có gì khó mấy, thường như là ID password thì nhà mạng cho rồi. Thế còn con router thì nhà mạng cũng phát cho rồi. Thế con router thì các bạn là nó chưa có hình cho mình ấy, thì bây giờ các bạn cắm như thế mình bảo. Thì các bạn có thể không biết, các bạn có thể vào đây. Ở đây mình trang trang chủ của mình, trang này đó. Trang này mình hướng dẫn mọi người cách trang này mình làm để hướng dẫn mọi người đây, hướng dẫn cấu hình hình mạng và internet và mạng modem ở Nhật này đó. Các bạn tích vào đây đó. Thì ở trong này mình hướng dẫn sẵn rồi cách cấu hình của nhiều nhà mạng khác nhau ấy. Các bạn nhớ thỉnh thoảng tích cho mình quảng cáo để ủng hộ mình nhé. Tích cái này đi đây. Các bạn kéo dưới này đó. Thì đây nhá, có sẵn này thì mình có hướng dẫn sẵn rồi. Đây phân loại mạng ở Nhật này, các loại mạng gì này đấy, xong rồi cách kết nối đây này. Thì con router này là nhà mạng cấp cho mình sẵn này. Đây là cục phát wifi này, cái máy này thì cái này thì nó kiêm cả cục phát wifi luôn, cả data luôn, cả modem luôn. Đấy, con này thì chỉ có mỗi tính năng là thu thu chuyển cáp chuyển phát mạng cáp quang sang thôi, làm tín hiệu mạng thôi, chỉ phát được một một máy của đó. Thế tiếp theo thì mình phải mua thêm một con router nữa, là con bộ wifi mà mình mua đấy, một tên Berlin đấy. Thì cách kết nối của nó rất đơn giản, các bạn nhìn thấy bên này này đó. Sau khi mà cắm cái đường đường cáp quang từ ở nhà mình ở khu mang sông của mình ấy, cắm vào cái cục tín hiệu đấy. Đây, cắm điện vào xong là kết nối từ cái dây dây na nan sang một cái quan của wifi đấy, con thế quan của wifi thì là cắm điện vào, nên lỗ một đường đường dây bình thường vào vào máy tính, hoặc là mình phát trực tiếp luôn được. Thế mình kết nối qua điện thoại. Thế thì mật khẩu đăng nhập thì các bạn nhìn vào đây, các bạn nhìn ở phần cuối này mình có ghi sẵn rồi. Thế đây các bạn nhìn nhé. Đây là giá tiền này, tầm khoảng 2 sen, bình thường mua lại rẻ đây, 2 sen 8 của mình mua 2 sen 8 hoặc 3 sen đấy. Em mật khẩu ở dưới mình lưu sẵn các thứ đây. Đấy, các tín hiệu đèn đã xong cắm như nào, cắm vào cổng wan đây nhá, mà mình cổng wan nhé. Đấy, xong rồi thì là đấy mọi người nhìn này đấy. Đấy, cái cắm đèn thì nó hiện sáng đèn tất cả thì là ok rồi. Đấy, sẽ bước 1 thì như nào, thì là sau khi mình nối đường nan từ cái con router đấy sang con modem này sang cổng WAN của cái cục wifi đấy, thì xong còn đâu cái dây này là dây dây cắm nan từ nan vào máy tính của mình nếu mình dùng máy bàn, còn dùng wifi thì mình phát từ đầu đi tiếp luôn, mình bắt ở trên mạng luôn. Đây thì là cái cách vào của nó này, cái TP-Link thì của nó là 192.168.0.1 hoặc là 192.168.1.1 thì vào
Dedecom đấy, Enecom thế 192.168.2.1 hoặc là 192.168.10.1 như đấy, các bạn đăng nhập vào. Nhưng bình thường nó là 192, nó chỉ bằng ba loại thôi. Thì các bạn đăng nhập vào là 192.168.0.1 vào. Sau khi vào trong của nó thì các bạn ấn, nếu một số máy thì khác nhau cái link là ấn vào đây, click cửa vào đây, sau ấn next, ấn chữ ghi thế này, xong các bạn điền Zido kênh sinh chữ này đấy. Đấy, xong rồi PVE như của mình cái kiện thế cũng PVE đó. Đấy, xong xuôi thì các bạn nhập nhập cái chủ yếu là cái ID password này này phải đúng. ID là cái thông số của nhà mạng cho ấy, mình vừa cái hợp đồng ấy là cái ID ấy, các bạn nhập đầy đủ dcom thứ chấm nc chấm chấm gp là có đầy đủ nhá, xong nhập password vào đấy, xong nhập hai lần password, xong ấn vào mơ hồ vào đấy, mơ hồ là không không có bắt mật khẩu nhá. Và đây là tên của wifi, các điền tên wifi vào đúng nữa mình đặt đặt đấy wifi mấy cả password vào đấy, các bạn nhập vào đây đấy, xong xuôi thì các bạn lách thôi, ấn chữ ghi thế thôi, thế là xong đấy. Cái tên hợp đồng này các bạn nhìn, các bạn hợp đồng có đây này đấy, hợp đồng có sẵn đây rồi, tên nó đầy đủ, các bạn nhập vào là ok. Nói chung là các bước cũng không khó gì cả. Để chúc các bạn thành công nhé. Cái mật khẩu đăng nhập của các cái máy là admin admin nhé, thường là admin admin đấy. Một số nhà mạng thì mình cũng dẫn sẵn cho mọi người rồi, thì có gì không hiểu thì mọi người vào đây vào trang web của mình nhé, mọi người xem. Ở trong đây mình cũng làm rất nhiều cái liên quan đến như là hướng dẫn lấy lên kinh, rồi thì kinh nghiệm đổi bằng ô tô ở Nhật, rồi các thủ tục mua xe ở Nhật, ô tô cũ, và cách đổi tên biển số xe ở Nhật rất chi là nhiều nhé. Rồi hướng dẫn đăng ký kết hôn ở Nhật như thế nào, thủ tục các thứ mình làm sẵn rồi, các file loát mình các bạn có thể download về dịch nhé. Chúc các bạn thành công nhé. Mọi người xem video cho mình xin một like và đăng ký ủng hộ kênh cho mình nhé. Đấy. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.